Hello anh em, chào mừng các bác lại trở lại với kênh Trailer PT Nhật Đức nhé. Hôm nay thì mình sẽ review nhanh cho anh em một cái sản phẩm, đó chính là cái dòng chữ 2,5 tấn. Đấy, chữ 2,5 tấn này thì thật ra thì nói ngày xưa thì nó bị thất dùng rồi nhanh. Nó là dán cho dòng xe của 2,5 tấn Hyundai. Nhưng mà vì Hyundai bây giờ 2,5 tấn thì gần như là không có trên thị trường các bạn. Đấy, thì bây giờ làm gì còn ai chạy Hyundai 2,5 tấn đâu. Mà bây giờ mọi người toàn chạy 5 tấn, 7 tấn vì cái form đấy nó lên đời hết rồi, thì chả ai đi dán 2,5 tấn làm gì cả. Nhưng mà nó lại có một cái điều rất hay, đến bây giờ thì dòng K250 của trường này thì nó lại quay lại cái dòng 2,5 tấn. Đấy, thế nên thành ra là rất nhiều anh em thích dán cái từ 2,5 tấn này trước đầu xe. Đấy, thời gian vừa rồi thì mình cũng dán rất là nhiều cái chữ 2,5 tấn này lên đầu xe cho anh em. Đấy, thì hôm nay review nhanh qua cho anh em biết, để nói chung là nói rõ với anh em luôn là cái này là hàng xịn chính hãng, hàng Hyundai sản xuất. Các bác dán có trên 15 hoặc 15 năm thì cũng chẳng bao giờ bong cái mạ này của nó, vì đây là hàng xịn chính hãng các bác nhá. Đấy, thì hôm nay thì mình xin review qua cho anh em là như vậy thôi. Đây là chữ 2,5 tấn, hôm nay mình sẽ bóc cho anh em xem này. Đây, mình sẽ lấy cái kéo nhá. Đây, mình sẽ lấy cái kéo bóc cho anh em xem. Đây, kéo đây các bác nhá. Mình sẽ bóc cho anh em xem này. Đấy, cái này thì mình dán rất là nhiều xe rồi và có review cho anh em xem một chiếc K250 rồi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ cắt nó ra. Đây, anh em cắt nó ra đây. Đây, mình cắt nó ra nha, là cột của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này là xịn 100% hàng chính hãng Hyundai sản xuất các bác nhá. Đấy, các bác rất đơn giản thôi. Bên trong nó có băng dính 3M. Đấy, bên trong nó có băng dính 3M này các bác này. Đây này. Bên trong nó có băng dính 3M. Băng dính này thì các bác dán vào là bóc ra hỏng luôn. Thế nên thành ra là anh em lưu ý đặt chuẩn cân thì hàng dán, còn nếu không chuẩn cân thì hàng ướm ngay từ đầu. Đấy, tránh tình trạng dán vào mà không bao giờ bóc ra luôn. Cái này xịn sò 100% hàng chính hãng Hyundai sản xuất nhá. Đấy, anh em nào mà có dán thì ủng hộ mình đây. Hôm nay thì có chiếc xe của K250 trước cửa hàng đây, xe của em Quang đây. Đây, các bác dán vào đây là các bác này. Đấy, 2,5 ton nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, mình dán rất nhiều cho chiếc xe K250 rồi. Đấy, anh em mà dán thì anh em lưu ý là dán vị trí này nó rất là đẹp. 2,5 tấn. Đấy. Đây, K250 nhá. Đấy, các bác thấy không? Của em Quang đấy, hôm nọ mình đang gấp rất nhiều đồ sửa xe của em Quang rồi. Đấy, hôm nay có xe em đây gửi cho các bác xem. Đấy, vì cái này nó được quay lại, được anh em ưu ái lại, gọi đại khái là anh em ưu ái lại, nó lại sống lại. Chứ ngày xưa thì là nó sất thùng rồi. Sất gọi là lạc lõng rồi. Lạc trôi rồi, nhưng bây giờ nó lại được. Đấy, anh em ưa chuộng lại. Đấy, anh em có ủng hộ mình nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, xịn mô bít luôn. Đấy, các bác nhớ đặt chuẩn trước khi dán nhá. Đấy, còn nếu mà các bác đặt lệch phát dán phát là coi như mất luôn đấy, không mở bóc ra phỏng luôn đấy, băng dính nó dán cực chắc luôn. Đấy, cảm ơn anh em đến video này, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đấy, các bác nhớ vào đúng cả phụ tùng ô tô Nhật Đức cho em nhé, ủng hộ mình nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều, phụ tùng ô tô Nhật Đức xin cảm ơn anh em rất là nhiều luôn ạ.